lên mũi và miệng, choàng giữa cả đầu rồi thở bình thường, thắt chặt bằng cách kéo đầu dây. Nếu quý khách đi cùng em bé, hãy kéo mặt nạ cho mình trước rồi chỉ giúp bé sau. Oxygen mask. In case of decompression, oxygen masks will automatically be released from the compartment above your head and from the ceiling in the lavatories. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth. Slip the headband around your head and breathe normally. Tighten it by pulling this strap. If you are traveling with a child, put on your mask first, then assist your child. Alpha. Alpha đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và choàng qua đầu, vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt. Áo phao không được làm phòng trong khoang máy bay. Ngay tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phòng áo phao bằng cách giật thẻ đỏ hoặc thổi vào hai miệng van. Trên áo phao có một đèn để lôi cuốn sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Life vest. Your life vest is located under your seat. To use it, slip it over your head like this. Bring the strap to the front and fasten the clips. Tighten by pulling the strap. Do not inflate the life vest in the aircraft. At the exits, you should only inflate the life vest by pulling down firmly on the red tags. It has two mouthpieces for further inflation and a light for attracting attention. Unless instructed by the cabin crew, passengers are requested not to move the life vest from its location. Bản hướng dẫn an toàn bay. Để hiểu rõ hơn, quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn trong túi ghế phía trước. Safety instruction card. Please read the safety instruction card in the seat pocket for further information. Xin cảm ơn.